Xin chào anh em, tiếp tục là phiên bản lông tiếng TD-C1000 phục vụ các anh em tại cửa hàng Tùng Audio. Giá thành chỉ 1 triệu đồng một con lông tiếng thôi, nhưng các anh em sẽ nhận lại được rất nhiều tính năng đặc biệt tới từ bộ sản phẩm này. Nó sẽ nâng cấp trực tiếp cho dàn máy âm thanh của anh em, có tiếng nhạc bay bổng sôi động và có tiếng mic tốt nhất của anh em lựa chọn phiên bản lông tiếng TD-C1000 thời điểm đầu năm 2024. Và phiên bản này thì bên cửa anh em vẫn đang có chương trình khuyến mại đặc biệt nhất, giá thành chỉ có 1 triệu đồng một con lông tiếng thôi. Quá rẻ, các anh em có thể lựa chọn chiếc hoa tự đình ưng ý rồi. Ngay bây giờ thì cùng em tôi trải nghiệm tính năng đặc biệt đến từ phiên bản TD-C1000 các bác nhá. Hình thức giao diện các bác đã được nhìn thấy trực tiếp trên video ngày hôm nay rồi. Đây không phải là lần đầu tiên bên em Tùng review cái dòng sản phẩm này nữa. Bởi vì sao? Đây đang là một trong những phiên bản cực kỳ hot của bên em rồi. Các bác chỉ cần gõ TD-C1000 thấy ngay em Tùng làm rất nhiều video con này. Một trong những phiên bản lông tiếng giá rẻ và rất là chất lượng cho anh em có thể nâng cấp trực tiếp với dàn máy âm thanh. Các bác có thể là nâng cho em tiếng bát, túng chim chép nhạc để các anh em có thể là nghe nhạc cảm thấy khoan khoái và bay bổng sôi động nhất với TD-C1000. Đầy đủ tính năng tiện ích cho các anh em tăng giảm âm lượng, giải bát, chung chép hiệu quả theo thích riêng. Các anh em chỉ cần thao tác trực tiếp trên thân máy thôi, rất là đơn giản dễ dàng. Ngay bây giờ thì cùng với em kiểm tra các tính năng nhá. TD-C1000 phiên bản màu đen, hai phím âm lượng tổng có thiết kế đèn led rất đẹp mắt ở trên này. Đây là âm lượng tổng của loa trái và âm lượng tổng của loa phải. Đầy đủ có tính năng chỉnh cơ cho anh em chỉnh các chế độ như giải bát này, giải tiếng này, chế độ nhạc, giải chép này, bốn tính năng cho anh em căn chỉnh với loa trái này, giải bát, giải tiếng, chế độ nhạc, giải chép, bốn tính năng cho anh em căn chỉnh với loa phải. Anh em có thể căn chỉnh hai bên loa riêng biệt hoặc là hai bên loa đồng thời giống nhau để hỗ trợ cho anh em có một tiếng âm thanh bát chung chép hiệu quả và dễ dàng sôi động nhất khi các anh em căn chỉnh các tính năng này lên. Hoàn toàn các tiếng nhạc sẽ được đẩy theo các tính năng các anh em tùy chỉnh và có thêm chế độ chuyển đổi tần số từ 50 sang 100Hz hỗ trợ trực tiếp vào giải bát của loa full. Tiếng đánh ra lực hơn, khỏe hơn, inner bass thông qua lâm tiếng đẩy tiếng nhạc lên cao. Và nhớ cho em là thêm chế độ súp nữa để anh em sử dụng súp trực tiếp ở trên phiên bản lâm tiếng TD-C1000 rất dễ dàng và đơn giản cho anh em. Nâng cấp trực tiếp ghép cho em ở phía mặt sau thôi là chúng ta đã có thể là trải âm thanh của súp một cách tốt nhất rồi. Với TD-C1000 thì đầy đủ các chế độ lấy tín hiệu nhạc cho anh em cấp nhạc từ đường cổng USB, đường cổng quang phía mặt sau, Bluetooth 5.0, đường coaxial hay đường AUX trắng đỏ truyền thống cho anh em lấy nhạc từ TV, máy tính hoặc điện thoại di động cấp vào. Khi anh em lấy được nhạc vào thì nó sẽ có một cái dải đèn led, đèn mưa rất độc đáo và đẹp mắt ở trên cái phần mặt màn hình này để các anh em biết rằng là chúng ta đang sử dụng tín hiệu nhạc như thế nào và lấy nhạc chuẩn hay chưa. Ok, và ngay bây giờ thì cùng em Tùng trải nghiệm âm thanh đến từ TD-C1000 các nha. Trong quá trình test, một cái nút rất quan trọng em Tùng phải nhắc đi nhắc lại cho anh em rất nhiều video em Tùng làm về cái con lông tiếng này rồi, đó là in bay bát. Một cái nút mà xuất hiện trên tất cả dòng lông tiếng các bác nha. Khi mà chúng ta để đèn hiện đỏ như thế này tức là nhạc âm thanh đã được thông qua lông tiếng rồi. Và khi chúng ta nhả inner bass ra thì nhạc sẽ quay trở lại trạng thái hoạt động ban đầu của thiết bị âm thanh thông thường. Như vậy là tiếng nhạc sẽ bị thay đổi. Khi mà chúng ta nhấn inner bass thì âm thanh bass chung chép nó sẽ lực hơn, nghe âm thanh nó sẽ sáng tiếng hơn rất nhiều. Còn khi bác em nhả ra thì âm thanh sẽ quay trở lại trạng thái hoạt động ban đầu. Và lúc em test em cũng sẽ nhấn rất nhiều lần cái lút inner bass để bác thấy sự khác biệt cùng con lông tiếng khi mà em nhấn inner bass và khi không qua inner bass là như thế nào. Đây là chế độ qua lông tiếng này các bác này. Âm thanh qua lớp tiếng này các bác nghe âm thanh tiếng bát chép chưa, rất sáng tiếng nhả ra này. Đây là chế độ nhạc thông thường, tiếng tối ngay lập tức đúng không ạ. Đây là tiếng chế độ nhạc thường đấy các bác nhá, qua lưng này không qua, qua lưng không qua, qua lưng và các bác chúng ta được trải nghiệm âm thanh vô cùng sôi động đến từ phiên bản lông tiếng TD-C1000. Các bác cảm nhận như thế nào ạ? Âm thanh từ giải bát đánh căng tiếng hơn đúng không ạ? Giải lời cũng tốt hơn, về cái tiếng lời nó cao hơn và nó khỏe tiếng hơn. Cũng như là giải chép thì lại sáng tiếng ra khi chúng ta chơi những cặp loa âm thanh mà có cảm giác được. Chúng ta thấy cái cặp loa của mình nó đang tối tiếng, anh em muốn nâng cấp một cái con chép vào để mà ghép trực tiếp với chép chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ ngay việc là sử dụng lông tiếng để kích xem là âm thanh của cái loa của bác anh em có cái giải bát chép tốt đến như thế nào. Chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng lông tiếng trước khi chúng ta nâng cấp thêm chép hoặc là lên tiếng bát nữa. Thì khi mà chúng ta ghép đối một con lông tiếng vào phòng hát đình, các bác sẽ cảm nhận được âm thanh của cái giải bát, giải chép, giải lời của loa full của anh em đang sử dụng âm thanh nó thực sự là nó đạt đến cái độ đỉnh điểm cao nhất là như thế nào. Chúng ta chỉ cần vặn cho em bốn phím tính năng ở trên này thôi, anh em đã được nghe rồi. Em cũng đã nhấn rất nhiều lần cái lũ inner bass trong quá trình test, các bác sẽ thấy âm thanh từ giải bát nó đánh căng hơn, giải chép cũng sáng hơn đúng không ạ, giải lời thì lại tốt hơn nhiều nữa. Và công dụng của lông tiếng chính là như vậy các bác nhá. Lông tiếng nhạc nên là lông tiếng mic một cách rất là bay bổng, đó chính xác là những gì các anh em lựa chọn phiên bản lông tiếng TD-C1000 cần có. Và ngày hôm nay thì bên cả Tùng Audio Hải Dương xả cho anh em giá thành chỉ 1 triệu đồng thôi một con lông
tiếng vô cùng rẻ và dễ sử dụng cho anh em người dùng. Chúng ta cần mua phiên bản này với giá khuyến mại đặc biệt nhất tại cửa hàng Tùng Audio đầu năm mới. Liên hệ trực tiếp ngay theo số đại bên dưới màn hình 0979629336. Phụ anh em ngay với phiên bản lông tiếng quá rẻ của năm nay, 1 triệu đồng bao ship toàn quốc tặng giấy kết nối. Hàng sẽ được bảo hành lên tới 1 năm, nhận hàng được kiểm tra và thanh toán sau. Nói gì bên em có thể hỗ trợ trực tiếp khi anh em khách hàng mua mẫu sản phẩm lông tiếng TD-C1000. Xin chào anh em.